Hello, xin chào tất cả anh chị em và cô chú đang theo dõi cái video của Tiến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái ngày cuối cùng của cái chương trình promotion khuyến mại của Caravan rồi. Là Tiến cũng lâu lắm rồi cũng không tham gia, bởi vì tập trung hết cho mạng lưới Caravan, do vậy là ngày lâu lắm cũng không tham gia. Là chia sẻ cho anh chị em về cái dự án Dezu này. Thì dự án Dezu là một cái dự án mà có thể nói là Tiến xác định là một trong những dự án trọng tâm, trọng điểm mà Tiến tham gia để đầu tư vào 4.0. Thì trong cái thị trường đầu tư 4.0 thì Tiến cũng đã chọn, lựa chọn và nghiên cứu kỹ và phân tích kỹ mà 5 cái dự án. Thì trong đó có cái dự án là Dezu này là một trong những dự án mà Tiến thấy là cái tốc độ phát triển và cái giá trị về cổ phần, về doanh nghiệp thì thực sự là đối với dự án Dezu này thì rõ ràng là dự án là cổ phần doanh nghiệp rồi. Thế thì khi anh chị em muốn tham gia thì anh chị em có thể đăng ký, thì để đường link cho anh chị em ở dưới cái video này. Thì tổng quan của cái dự án Dezu là gì? Dezu là một cái chương trình trí tuệ nhân tạo mà là một cái hỗn hợp, một tổ hợp những các những cái sản phẩm mà trí tuệ nhân tạo do cái công ty Dezu ở Nga, đó là công ty trí tuệ nhân tạo của Nga đã phát hành. Thì anh chị em để ý là cái thông tin thì anh chị em hãy lưu ý là chúng ta vào cái phần ba gạch này, chúng ta sẽ xem về cái tổng quan của cái dự án này. Thì trước tiên muốn tham gia vào bất cứ một cái dự án nào và muốn tham gia đầu tư vào bất kỳ một công ty cổ phần nào, một website nào, thì anh chị em cũng để ý cho Tiến là cái website của nó, xem là nó cái trình độ nó đến đâu, không ạ? Thì Tiến nói sơ lược qua cho anh chị em biết rằng là cái Dezu này thì nó bắt đầu là thực hiện là huy động góp vốn cộng đồng vào năm 2017. Năm 2017, cuối năm 2017 bắt đầu cuối năm 2019 là xin lỗi anh em, là cuối năm 2019 thì cái dự án này bắt đầu là huy động đầu tư vốn cộng đồng. Thì hiện nay là sau hơn một năm thôi thì bắt đầu là công ty đã có một trả lợi nhuận, trả cổ tức lần đầu tiên, và trả lợi nhuận thì nó phù hợp hơn, trả lợi nhuận lần đầu tiên cho anh chị em vào cái tháng 12. Thì trong cái lộ trình của công ty thì là đến ngày tháng 12 năm 2023 công ty bắt đầu là gì ạ? Là chi trả về cái lợi nhuận là cho tất cả cả nhà đầu tư góp vốn cộng đồng với cái dự án này. Đấy. Chúng ta hãy thống nhất một quan điểm rằng gì ạ? Một cái công ty huy động vốn cộng đồng và chúng ta tham gia vào công ty huy động vốn cộng đồng và công ty góp vốn cộng đồng, hai cái thuật ngữ này chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Huy động vốn cộng đồng là đối với công ty, còn có những nhiều công ty chúng ta góp vốn cộng đồng. Đấy. Ví dụ như là công ty, một số vài công ty là họ gì là chúng ta tập trung, chúng ta góp vốn vào cho với một người chẳng hạn, với một nhóm người chẳng hạn, thì cái việc đó chúng ta là chuyện bình thường, là chúng ta góp thì không vi phạm gì cả. Thế nhưng mà nếu chúng ta huy động vốn thì chúng ta là sai rồi, sai pháp luật. Đây chúng ta đang góp vốn cùng với công ty, đây là một cái startup khởi nghiệp, một cái ý tưởng, một cái trí tuệ nhân tạo là của một nhóm kỹ sư ở Nga, và họ đang gì là dùng hình thức huy động vốn đầu tư cộng đồng. Thì chính phủ Nga họ cho phép họ huy động vốn đầu tư cộng đồng, còn chúng ta là người là trên phương diện là người góp vốn đầu tư cộng đồng. Đấy, thì anh chị em lưu ý rằng là chúng ta làm việc trực tiếp với công ty chứ chúng ta không làm việc qua ai cả. Là thế, lưu ý anh chị em khi anh chị em tham gia vào website này, tất cả những anh chị em tham gia đăng ký đầu mà góp vốn cộng đồng với dự án này thì chúng ta đều có website như nhau cả, nếu không góp không gửi tiền cho ai cả. Ví dụ anh chị em đưa tiền cho Tiến hay là chuyển tiền cho Tiến như nào thì nó không phải anh em chuyển tiền vào công ty hết đấy. Đấy, chuyển tiền hết vào công ty chứ không ai giữ của anh chị em. Thì đây là dự án là chúng ta góp vốn đầu tư cộng đồng và sau này công ty sẽ chuyển nó ra thành cổ đông, là góp vốn với cổ phần của doanh nghiệp, và khi đến công ty IPO thì chúng ta sẽ gì được cái cổ phần đó chuyển thành cổ phiếu thì chúng ta được làm cổ đông chính thức của công ty. Và cái giai đoạn này giai đoạn tiền phát triển của công ty là startup khởi nghiệp, thì là giai đoạn là chúng ta là làm cùng nhau để tạo ra một cái gì đó trong cái tương lai. Thì đối với dự án Dezu này thì cái sản phẩm của nó rất nhiều các sản phẩm anh chị ạ. Hiện nay có rất nhiều các sản phẩm. Thì anh chị em có thể vào cái thông tin và phần hồ sơ, thông tin dịch vụ này, chúng ta vào phần dịch vụ đi. Đấy, trong website đấy
Đây là một website rất là ok anh em. Đấy thì cái sản phẩm của nó là gồm có Digio Education này, đấy, Digio Vision, Digio Voice, Digio thị giác máy tính, thì ba cái sản phẩm này là ba cái à là bốn sản phẩm này là bốn công ty con. Anh chị em lưu ý là gì? Bốn cái sản phẩm riêng biệt này là công ty thành lập bốn cái công ty con ở châu Âu. Đấy, và hiện nay thì Digio đã được cấp phép cấp cái mã eSIN là chứng khoán ở châu Âu và có giấy phép kinh doanh, và khi anh chị em đầu tư thì chúng ta có cái cấp được giấy chứng nhận là đầu góp vốn đối với cận Digio. Và cái sản phẩm này là anh chị em biết sản phẩm là DGUS này là cho anh em thấy là cái sản phẩm DGUS mà có dấu đỏ ấy, là đây chính là cái sản phẩm mà hiện nay đang tạo ra nguồn thu nhập cho công ty, hiện nay là đào tạo của công ty. Đấy, đây bằng cái việc là chúng ta gì ạ, công ty là sử dụng cái đền giao dịch DeFi và chúng ta anh chị em có thể tham gia đây với cái hình thức là chúng ta để tiền đây và chúng ta lợi nhuận thì là 3-7% một tháng nhé, chứ không phải 3-7% một ngày đâu anh chị em ạ. Đấy là cái lợi nhuận là cái thị trường điện tử là nó ok thôi. Đấy, chính thức cái sản phẩm này đã tạo ra dấu ấn là đánh bước ngoặt cho cái dự án Digio, cái cổ phần cái công ty Digio này nó trả lợi nhuận ta. Và dự kiến anh chị em nhớ là đến ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 5 thì công ty tiếp tục trả lợi nhuận lần thứ hai trong năm. Đấy. Tiếp tục lần là năm 2021, 20 tháng 12 2020 công ty trả lợi nhuận một lần rồi, và đến tháng mùng 5 đến mùng 10 công ty trả tiếp lợi nhuận lần thứ nhất đối năm 2020. Và công ty đã gì kế hoạch là một năm trả lợi nhuận 2 lần và tiến tới là một năm trả lợi nhuận là 4 lần, tức là 3 tháng một lần. Đấy. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái dự án Digio này cái tốc độ phát triển thì nó đi trước là tầm 3 năm, bởi vì nó công nghệ trí tuệ nhân tạo là phát triển cực kỳ là nhanh. À, cái đặc trưng của đầu tư vào năm 4.0 thì anh chị em lưu ý là gì, cái cuộc cách mạng 4.0 này thì cái công nghệ trí tuệ nhân tạo này là cái loại mà đặc trưng nhất ở trong cái thị trường 4.0 này. À, anh chị em có thể là để ý trên các thị trường Chandler Forest hay các cái tất cả các ngõ ngách của y tế rồi thì giáo dục rồi làm đẹp, tất cả mọi thứ đều có bàn tay, đều có gì bóng dáng của trí tuệ nhân tạo và đều có cái góp đóng góp của trí tuệ nhân tạo. Do vậy anh chị em thấy rằng gì, anh chị em đang có một cái cơ hội để tiếp xúc với một cái loại cổ phần, một cái doanh nghiệp, một cái startup khởi nghiệp là cực kỳ là có tiềm năng và giá trị là làm rất là cao trong tương lai. Thì công ty trong cái kế hoạch là năm 2025 thì cái giá trị cổ phần doanh nghiệp của công ty sẽ là tăng đến 10.000% cơ. Do anh chị em lưu ý là ngày hôm nay anh chị em có thể góp vốn cùng công ty. Đó, góp vốn công ty chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp này. À, tiến thông báo cho em là một chút nữa là về cái vào phần tin tức đi. Một là anh chị em là hiện nay giá trị cổ phần của giá trị về cổ phần của công ty là 0.09 đô là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 rồi. 1 tháng 4 là bắt đầu là giá trị cổ phần của công ty là gì 0,09 đô rồi. Đấy, thì anh chị em đăng ký tài khoản thì để đường link phía dưới anh chị em đăng ký, anh chị em vào trong này này, có rất nhiều các cái thông tin, phải nói là những cái dự án của Nga hết sức là uy tín và tuyệt vời. Bởi vì tại sao Tiến rất thích chia sẻ cái dự án của Nga với các cái công ty, các startup khởi nghiệp của Nga, bởi vì là sao ạ? Một cái con người của Nga thì nó gần gũi với người Việt Nam mình. Thứ hai là gì ạ? Những con người của Nga họ rất là trung thực và có rất nhiều các cái dự án và cái công nghệ, cái trí tuệ của họ rất là cao. Do vậy là mình đầu tư vào những cái dự án của Nga trong cái giai đoạn này, trong giai đoạn 4.0 này mà rất nhiều các cái rủi ro, rất nhiều các cái sự lừa lọc lừa dối. Do vậy là Tiến rất thích là tham gia với những dự án của Nga. Bởi vì họ làm là những cái công ty Tiến chia sẻ đều là do chính phủ Nga họ tài trợ, họ cấp phép. Anh chị em cứ lên tra Google, anh chị em lên có thể sang thực tế tận nơi, tận quốc gia, hoặc có bạn bè mình ở bên Nga, anh chị em có sang tận nơi công ty anh kiểm tra xem là có phải đúng chính xác là họ được cấp phép không. Thì anh chị em là có thể tùy bằng cái trình độ năng của anh chị em và mối quan hệ của anh chị em có thể tìm hiểu được với dự án như thế này. Và tất cả cái dự án đều Tiến chia sẻ đều có địa chỉ, đều có cái chính sách, đều có những cái pháp lý cực kỳ là ok. Do vậy là những cái gì đầu tư 3 năm nay thì Tiến chia sẻ đều là những cái dự án mà là Tiến cũng đã bỏ tiền, bỏ nhiều vào đây đầu tư rồi chứ không phải chia sẻ chơi chơi. Đấy, ở đây rất nhiều các thông tin, rất nhiều các cái thông tin hữu ích anh chị em có thể là chúng ta vào chúng ta đọc này. Lợi nhuận của Digio trong tháng 3 này. Đấy, 4 quy tắc đơn giản để nhận được phản hồi nhanh, chính xác hơn từ bộ phận kỹ thuật này. Đấy, đây có rất nhiều các thông tin anh chị em đến để một website mà vớ vẩn linh tinh thì nó không có như này đâu. Anh chị em đây cái trang thông tin của nó này, trang thông tin của nó cực kỳ là mô phỏng và chi tiết, rất là chi tiết và cẩn thận. Nó anh chị em để ý tham gia dự án Crown vậy thôi. Nó rất nhiều các thông tin và
và để cho chúng ta nắm bắt được là bởi vì chúng ta là những cổ đông, chúng ta những người là cùng chung nhau chung tay phát triển startup này, do vậy là chúng ta được cung cấp rất nhiều các thông tin. Đây này, hệ sinh thái của DZ Cloud này. DZ Cloud là đang làm một cái diện là tạo ra một cái ngân hàng, một cái chữ gọi là dữ liệu đám mây đấy, một cái ngân hàng trong tương lai. Thì cái dữ liệu chữ liệu đám mây này nó là xu thế rồi, là có những cái siêu máy tính vào một chữ liệu đám mây này, nó lưu trữ được rất nhiều các thông tin. Và DZ nó cũng có một cái chương trình là như này, DZ sử dụng các cái thông tin của tất cả những thành viên và để sử dụng những cái thông tin đó là công để DZ đi kiếm tiền và lại chia lại lợi nhuận cho tất cả thành viên tham gia bằng chính những cái thông tin người dùng. Bởi vì trong cái xã hội tương lai, trong thời điểm hiện nay thì thông tin là chính là tiền, và những cái thông tin cá nhân của anh chị em chính là tiền, là chính là cái big data. Thì DZ cũng đang thu thập cái big data để làm sao có một cái lượng big data lớn để DZ là sử dụng bằng trí tuệ nhân tạo đi kết hợp các công ty khác để kiếm tiền cho chia lại cho thành viên bằng cái việc là chia trả lợi nhuận dựa trên số giá trị cổ phần đấy. Thì đều công ty DZ là như vậy. Anh này có rất nhiều các thông tin để anh chị em đấy, cái website của Nga người ta làm rất là đẹp, đúng không ạ? Anh chị em cứ vào những cái website mà nó cùi mà thấy gọi là chỉ có, nếu mà làm cái sai vài ba chục triệu thì tốt nhất là chạy đi, không ở lại làm gì. Đó, đây nhìn anh chị em thấy, để ý này, anh chị em kéo lên rất nhiều các thông tin hàng tuần đưa đấy. Anh chị em để ý cái dự án Skyway cũng vậy thôi, đúng không ạ? Dự án Skyway hay Solar Group thôi, hoặc là Crown hay là DZ này đã rất nhiều các dự án anh chị em lưu ý, hoặc là VKF Crew đấy, anh chị em để ý những cái dự án này đều là nhìn cái website của người ta nó đẳng cấp, và nó nhìn cái website nó khác hẳn đó. Nó thể hiện cái trí tuệ và thể hiện cái sự gắn kết giữa những người cổ đông, những người thành viên tham gia. Họ muốn cung cấp, họ muốn bày tỏ tất cả mọi thứ họ đang làm ra để cho nhiều cái dự án họ gì be chỗ này bịt chỗ kia rồi tung lên chỗ này hứng chỗ kia nó khó vào đấy. Rất tất cả mọi thứ đều là minh bạch hết đấy. Thì hiện nay là ở cái giai đoạn này thì trong tài khoản của Tiến ấy thì là cái giá trị cổ phần là, bởi vì Tiến mua chốt cái giá trị là, nếu như tài khoản mới thì anh chị em mua đấy, 100 đô nó không được 1.666 đâu, mà anh chị em sẽ số lượng cổ phần nó là 0.09 mà, à giá trị cổ phần nó 0.09. ngày xưa Tiến đầu tư nó chỉ là 0.036 thôi, và 0.06 thì, và hiện nay đã cứ tăng vài tháng lại tăng một lần, vài tháng tăng giá một lần đấy. Hiện nay thì là Tiến khuyên anh chị em là chúng ta đây, tỷ giá DZ của bạn là 0.06, trước đây là 31 tháng 12 đấy. Đấy, Tiến đang ấn định là cái giá này là hết năm 2021 đã, đến ngày 31 tháng 12 Tiến vẫn được mua cái giá này, bởi vì là cái lúc mà công ty cho ưu đãi ấy, mà những người mua chốt giá của cổ phần ấy, ở doanh nghiệp ấy, thì là Tiến đã mua, Tiến chốt rồi đấy. Do vậy đây là một cái dự án cực kỳ là hay, mà anh chị em có thể biết về trong cái thời gian Tiến chia sẻ cho anh chị em, thì mang tính chất là Tiến để cho anh chị em biết được cái tên DZ rồi thôi, để làm sao chúng ta gì đăng ký tài khoản, chúng ta vào chúng ta xem, chúng ta chứng minh, chúng ta xem. Anh chị em ấn vào cái chữ U này này, nó sẽ ra tất cả các mục bên trái này cho anh chị em xem này, và chúng ta ra xem vào phần ấn vào chữ cuối cùng này, phần thông tin này. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là gì ạ, khi anh chị em đăng ký, anh chị em sẽ được nhận là gì, là 200 nhận được 100 cổ phần của công ty DZ này, mà Tiến tặng anh chị em 100 cổ phần nữa. Và anh chị em mua gói nó rất là rẻ, có 100 đô hoặc là chúng ta trả góp là 100 đô thì mới là 10 tháng đấy. Có công ty nào nó lừa đảo mà nó lại đi cấu xé từng xíu một, nó phải đầu tư ít nhất là phải 1.000, 2.000, 50.000, 100.000 cơ, phải không đấy. Nhưng đây là những cái công ty, những cái giá trị của những cái công ty này, họ hướng tới cộng đồng, họ hướng tới cái giá trị của những người không có tiền, và họ làm sao là gì, họ thay đổi cái cuộc sống đấy. Mình thích cái dự án ở Nga nó như vậy, nó muốn Tiến nghĩ là trong vòng khoảng 5 năm nữa là thì Nga nó có rất nhiều các dự án mà tạo ra cái đất nước con người của Nga nó sẽ thay đổi cái hình ảnh của trên thế giới, nó sẽ những cái chiến lược của nhà nước, những cái công ty ví dụ Skyway này, DZ và Solar Group này, hay là VKF Crew sẽ tạo ra một cái uy tín, tạo ra một cái tất cả những người dân trên thế giới sẽ thấy được là những con người của Nga và cái đất nước Nga nó sẽ đi một cách là bá chủ thế giới, nhưng mà nó sẽ làm một cách là gì ạ, nó bền vững hơn. Ông Trung Quốc nhà ta thì to, ông Mỹ thì to rồi, nhưng có rất nhiều các cái thủ đoạn, rất nhiều cái mà chúng ta là gì, nó trái chiều, những con người nó không hợp với con người của Việt Nam chúng ta về cái tình đó ạ. Thì đây là tính chính những cái mà anh em đây những cái thông tin để anh em để ý, những cái tư liệu này là những cái bằng chứng nhận, giấy chứng nhận đăng ký thuế này đấy,
Tiến rất thích là những anh chị em cô chú nào mà chúng ta biết càng biết trình độ càng cao, chúng ta vào chúng ta, trích thông tin, chúng ta xem các cái chứng nhận này xem có đúng hay không. Bởi vì để chia sẻ dự án thật thì chỉ mong muốn những người có trình độ cao để vào để tìm hiểu thôi. Đấy, sợ nhất là những người trình độ hoặc những hiểu biết là chúng ta không biết, thì chúng ta vào là chúng ta tham gia được một vài ba buổi xong là chúng ta tùm hết lên, hoặc là chúng ta thấy là mà bầu đầu bỏ tiền vào đây thế này thế kia, tại sao lâu được tiền thế. Thì Tiến không bao giờ chia sẻ những người như thế, mà Tiến luôn luôn trong những cái video tham gia dự án đầu tư nó bao giờ cũng phải vài năm trở lên.